tổ chức miếu bà tổ chức cũng lễ 2 ngày, ngày 16, ngày 17. Và còn đây là bến đò Dàm Sáng Cây Dương, đưa bà con mình cũng từ bên phía huyện Châu Phú qua bên kia là huyện Phú Tân. Giờ mấy anh em về ha. Dạ trước. Dạ. Đó cô mới quay là lỡ gì chứ gì đã luôn biết chỗ luôn. Vì sao vậy? Không, cái quyết định với cái lỡ nó khác. Dạ. Cái quyết định là quyết định, còn cái lỡ là mình đừng để cho cái lỡ nó. Mà bây giờ sao, bây giờ đi không? Không đi được, em còn đang khách khứa đồ đây. Cho phải xong nhiệm vụ đi anh, cái gì cũng vậy chứ, phải làm tròn nhiệm vụ đi rồi muốn vui chơi hay là sau đó nữa thì Đình Minh Cúng thì tới thì có mặt em. Rồi. Dạ, mình bên Hòa Bình Thạnh. Dạ. Hiệp Sương. Ồ, lại nói Hiệp Sương đây Hiệp Sương. Dạ. Thôi em đi nha mấy anh, về mình phải ha, rồi có gì mình gặp lại ha. Dạ. Đây là bến đò Dàm Sáng Cây Dương cả nhà ơi, nãy mình xuống đò quay giờ mình vừa đi lên để ngồi đò chạy. Đây là chuyến đò Dàm Sáng Cây Dương. Đò chạy rồi cả nhà. Rồi đưa bà con mình từ phía bên Châu Phú qua bên Phú Tân ha. Mà nơi Phú Tân là nơi đó, là nơi cái nôi của đạo Phật giáo Hòa Hảo mình nha. Dạ. À, và bên đó thì cũng có tổ đình và cũng có chùa An Hòa Tự, còn có tên gọi thân thương nữa là chùa Thầy. Bởi vì Thầy đã sáng lập ra đạo Phật giáo Hòa Hảo cho nên là lấy tên, gọi là tên là chùa Thầy đó cả nhà. Rồi bây giờ thì có tên đó là An Hòa Tự. Đó, giờ đưa bà con mình đi về bên Phú Tân nữa cả nhà. Sẵn dịp hôm nay thì buổi cúng lễ nơi miếu bà Chúa Xứ Dàm Sáng Cây Dương bà cũng rất là linh thiêng, thì hôm nay thì cũng về ghi hình buổi cúng lễ, và tiện nơi đây cũng có một bến đò thì cũng ghi hình chia sẻ bến đò Dàm Sáng Cây Dương cho bà con mình xem một lần nữa. Dạ, Kim rất tâm đắc mỗi khi dùng quê sông nước mình có những chuyến đò ngang như thế này, tiện đưa cho bà con mình đó sang sông để nối liền giữa hai bờ thương nhớ. Đó, cho nên là Kim rất là tâm đắc, mỗi khi mình đi qua đâu hay mình đến đâu mình cũng đều muốn ghi hình để chia sẻ những nét đẹp của quê hương mình, vùng quê sông nước An Giang này cho bà con mình xem, để nhìn lại và nhớ về biết bao kỷ niệm khi thời ngày xưa mình còn ở đây lên đinh trải mình trên những chuyến đò vào những buổi công chuyện hay là đi bán hàng. Còn bây giờ thì phải vì một lý do nào đó mà xa xứ xa quê, thì có lẽ nhìn lại bằng những bến đò như thế này thì chắc bà con mình sẽ bồi hồi và nhớ về những kỷ niệm xưa. Thì hôm nay thì cũng ghi chút xíu để chia sẻ cho bà con mình xem. Còn chút xíu nữa thì đò trở lại nữa thì Kim sẽ ghi hình tiếp cho bà con xem nha. Thank you.
đó nha. Bên kia sông là cồn Phú Tân nha cô chú anh chị, còn gọi là Hòa Hảo nữa. Dạ, bởi vì bên đó là cái nôi của đạo Phật giáo Hòa Hảo mình. Ở đó thì có tổ đình và có chùa thầy, chùa An Hòa Tự, cũng có mấy ngôi chùa trên huyện Phú Tân mình. Công việc cần hay là cũng như người dân đi buôn bán, cũng như vận chuyển hàng hóa, mình trồng được, mình làm được, vận chuyển đi rất là tiện lợi. Nhờ vậy mà bà con mình cuộc sống cũng nâng cao lên khá nhiều đó cô chú anh chị. Và đây là dòng sông Hậu, và thời điểm này thì trên dòng sông Hậu cũng như sông Tiền, nước ở đầu nguồn sông Mekong đổ về rất là nhiều, và cũng vì vậy mà bà con mình mới gọi là mùa nước nổi. Và nước thì đều đục như vậy nè cả nhà, mà mùa nước nổi về thì lại có cá linh về, và cá linh, cá chốt cũng như là các loại cá cũng theo dòng nước mà về. Vì vậy mà cái đất An Giang mình á thì có nhiều khô mắm là như vậy đó cả nhà, nổi tiếng đặc sản ở cái tỉnh An Giang mình là về khô và mắm. Dạ. Bến đò Cây Dương này á thì mình cũng về đây mình ghi hình khá là nhiều lần rồi. Cứ mỗi lần mà mình về đây cúng lễ thì mình được cúng hay là đi ngang qua, mình cũng đều đến để ghi hình chia sẻ bến đò cho bà con mình xem. Bến đò thì còn đây, nhưng mà người lưu thông thì có thay đổi nha cả nhà ha. Và dòng sông cũng còn đây, vẫn êm đềm, vẫn nhẹ nhàng như ngày nào. Dạ. Ở khu vực An Giang mình nè thì đã cũng có sông Dàm Nao,
mà sông Dàm Nao thì chiều dài chỉ chừng 7 km thôi, cả nhà 7 cây số thôi, nhưng mà giáp với lại nhánh sông Hậu và sông Tiền đó. Cũng có nhiều truyền thuyết về sông Dàm Nao, nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết ngày xưa thôi, còn thực hư như thế nào thì cũng không ai mà biết rõ chính xác được ha cả nhà nha. Cho nên là mình thấy dòng sông mình đó có nhiều bến đò, có thuyền ghe xuôi ngược, và cũng phong cảnh thì cũng nhẹ nhàng êm đềm, cho nên mình rất thích ghi hình những bến đò ngang như thế này để chia sẻ cho bà con mình xem. Những bà con ở khu vực thì không lạ gì với những bến đò rồi, có những bà con ở xa quê khi nhìn lại thấy quê hương mình, nhìn lại bến đò, những dòng sông, những khu vực quê hương của mình thì nỗi nhớ khi nghĩ là sẽ bao ký ức, bao kỷ niệm sẽ ùa về, và biết bao nhiêu những ký ức êm đềm đó cả nhà. Vì vậy mà Kim thích ghi hình những bến đò chia sẻ cho bà con mình xem. Tuy rằng cũng có bẻ nhạt một chút xíu, cũng có chậm một chút xíu, cũng có vắng lặng một chút xíu, nhưng mà khung cảnh vùng quê sông nước thì như vậy là cũng là tuyệt vời rồi cả nhà. Có điều gì đó không phải thì cũng mong bà con mình cũng châm trước thông cảm nha. Thôi thì chờ một chuyến đò tới nữa thì có lẽ Kim cũng xin tạm dừng video mình, tạm dừng ở đây, nói lời chia tay với bà con mình ha. Rồi hẹn lại bà con mình vào những video sau. Đó, xa kia thì Kim thấy giữa dòng sông Hậu, Kim thấy đang có một chuyến đò đưa bà con mình từ phía Phú Tân về qua bên Châu Phú nè, để mình đi Long Xuyên hay là mình đi về Châu Đốc đó cô chú anh chị. Đó, có hai hướng đi, một hướng mình đi về thành phố Long Xuyên, và một hướng nữa thì là mình sẽ đi về vùng Bảy Núi ở Châu Đốc đó cả nhà. Thôi, chuyến đò đã rời bến rồi. Thôi thì Kim cũng xin tạm biệt những chuyến đò quê hương. Xin tạm biệt những bà con thân yêu, xin hẹn gặp lại bà con mình vào những video sau. Xin chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Đặc biệt, thuận lộ bình an, vạn sự lành, vạn điều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.